Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thank you.
như vậy video mình sẽ kết thúc nha bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô mò. Kỹ năng tô mò rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô mò nhé. Ai mỏi tim. Vậy là mình tô một